À, và cuối cùng là chúng ta phân tích khán giả sau cái buổi thuyết trình của mình. Sau buổi thuyết trình thì mọi người bảo rằng có gì đâu nữa mà à, mà phân tích đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể phân tích khán giả bằng cách là chúng ta đánh giá cái hiệu suất bài nói bằng những cái việc như là chúng ta xem chúng ta đã thực hiện được những mục tiêu nào của cái buổi thuyết trình đề ra, ưu điểm của bài nói là gì và nhược điểm cần khắc phục là gì. Và nội dung cách tổ chức, truyền tải như thế đã ổn chưa? Và chúng ta muốn biết điều này thì chúng ta hãy diện có cái, những cái feedback đối với khán giả của mình Là ok, hôm nay bài của tôi đã ổn chưa? Bạn thấy tôi nói như thế nào? Đúng không ạ? Và đấy là cách mà chúng ta có thể khắc phục ở những cái buổi sau để chúng ta làm tốt hơn Và buổi hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu về cách phân tích khán giả trước, trong và sau cái buổi thuyết trình cảm ơn các em đã lắng nghe bài học hôm nay